Dân tộc Việt Nam chúng ta khi chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ, nhưng nỗi đau chiến tranh vẫn còn đó. Đó là nỗi đau chất độc màu da cam. Và hơn ai hết, dân tộc Việt Nam chúng ta hiểu rõ rằng chiến tranh nó tàn khốc như thế nào. Bởi vì gần một nửa thế kỷ trôi qua, nhưng những đớn đau do chiến tranh để lại vẫn còn hằn sâu ở từng góc phố, từng xóm làng trên đất nước Việt Nam này. Thế nhưng lũ dân chủ cuội, hầu như bọn chúng không nhìn thấy được những vết thương đang ngày đêm tàn phá vào những cơ thể của những con người, từ những em bé trẻ thơ cho đến những người lớn tuổi, bởi chất độc dioxin tàn ác mà bọn xâm lược quan thầy của lũ ngụy quyền tay sai đã rải xuống đất nước Việt Nam chúng ta. Là một người Việt Nam thực sự, là một người Việt Nam chân chính, hẳn chúng ta rất thương xót, rất muốn chia sẻ những nỗi niềm với những gia đình không may có những người bị nhiễm chất độc màu da cam. Và nhà nước Việt Nam, nhân dân Việt Nam chúng ta cũng đã có những chính sách, có những chế độ để quan tâm tới những nạn nhân của cuộc chiến tranh tàn khốc này. Nhưng tiếc thay, một số người ở trong nước vẫn a dua theo những cái phong trào dân chủ cuội, nhân quyền bịp, bè lũ chống cộng ở hải ngoại. Họ phớt lờ đi những hoàn cảnh đau khổ này, mà họ thương xót những cái gì đâu đâu. Họ luôn luôn kích động quần chúng nhân dân. Và Trần Ngơ muốn hát lại ca khúc Vì Đâu Em Chết của nhạc sĩ Thanh Trúc để nhắc nhở mọi người rằng ở đâu đó trên khắp đất nước này vẫn còn có những rất nhiều những người đang là nạn nhân của chiến tranh. Bởi vậy chúng ta phải biết yêu quý nền hòa bình này, biết yêu quý nền độc lập này. Và chúng ta càng nhận rõ bộ mặt đê tiện của những kẻ dân chủ cuội khi có hàng ngàn, hàng triệu nạn nhân chất độc màu da cam cần được quan tâm, thì bọn chúng lờ tịt đi. Nhưng chỉ mới vụ việc nho nhỏ như con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hay Trần Thị Nga thì bọn chúng rối rít lên để hòng kêu cứu. Trần Ngơ cho đó là những điều đê tiện, điều bị ổi nhất của những kẻ luôn luôn hô hào dân chủ, nhân quyền bịp để đánh lừa dư luận. Và Trần Ngơ cũng mong rằng khi nghe lại bài hát này, những tên dân chủ, những tên gây rối hãy nhìn lại dân tộc mình, hãy nhìn lại người thân của mình và đồng bào mình, nhìn lại những dấu tích của cuộc chiến tranh. Các người được lớn lên trong hòa bình, các người được lớn lên trong sự bình yên, các người cũng phải nhớ tới những bao nhiêu đồng bào và chiến sĩ của chúng ta đã hy sinh, bao nhiêu đồng bào và nhân dân chúng ta còn đang chịu nhiều cay đắng của dư âm chiến tranh, của chất độc màu da cam. Vâng, Trần Ngơ xin được gửi tới các bạn một lần nữa ca khúc này, ca khúc Vì Đâu Em Chết của nhạc sĩ Thanh Trúc. Thank you.
chiến tranh là như vậy đó. Chiến tranh là sự tàn phá vô chừng, và người dân Việt Nam chúng ta thì càng nên thấu hiểu rằng đã gần nửa thế kỷ qua nhưng chiến tranh chưa thể xóa mờ trong ký ức mỗi người dân Việt Nam. Đó là hình ảnh của những em bé, những người bị nhiễm chất độc màu da cam mà bọn đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai của chúng đã mang đến và rải xuống đất nước Việt Nam này. Chúng ta phải trân quý nền hòa bình này, phải trân quý sự bình yên này, và những kẻ đã gây ra tội ác này, các người hãy một lần thức tỉnh, các người hãy nhìn lại quê hương mình vẫn còn đang có nhiều mảnh đời riêng xiết vì tội ác của các người. Vâng, xin chào các bạn.